Chào mọi người đã đến với chương trình radio tính nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 24 năm thứ 9, ngày mùng 10 tháng 10, có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta rằng, Hỡi con người, hãy ghi chép tên ngày này, chính ngày này. Cũng chính ngày này vua Babylon đến gần thành Jerusalem. Hãy nói một lời thí dụ cho nhà loạn nghịch ấy và rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hãy đặt nồi, hãy đặt và đổ nước vào. Hãy để những tấm thịt vào, là hết thảy những tấm thịt tốt, những đùi và vai, và làm cho đầy xương rất tốt. Hãy chọn con rất tốt trong bầy và vì xương chất củi dưới nồi. Hãy làm cho sôi sục sục lên để nấu xương trong nồi. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Khốn cho thành hay đổ máu, khốn cho nồi bị ten rét mà ten rét chưa trừ hết. Hãy lấy từ tấm từ tấm ra cho hết, không có bắt thăm vì máu mà nó đã đổ ra còn ở giữa nó. Nó đã đổ máu ấy trên vần đá láng bóng, chứ không đổ trên đất đặng cho bụi che lấp đi. Ấy là để làm cho cơn giận nổi lên và báo thù, mà ta đổ máu nó trên vần đá láng bóng, để nỗi nó không có thể che đậy được. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Khốn cho thành hay đổ máu, ta cũng sẽ chất một đống củi lớn hãy chất củi, làm cho lửa hực lên, làm cho rụt thịt, cho đặt nước và cho xương cháy đi. Đoạn, hãy đặt nồi không trên những thang lửa đỏ, hầu cho đồng nó cháy lên, cho sự ô uế nó tan ra ở bề trong và cho ten rét của nó sạch hết. Nó làm việc mệt nhọc, nhưng ten rét quá lắm của nó còn chưa ra khỏi. Dầu bỏ ten rét nó vào lửa cũng không ra sự ô uế mày là tà dâm. Vì ta đã tẩy sạch mày và mày không trở nên sạch, thì mày sẽ không được chùi sự dơ bẩn của mình nữa. Cho đến chừng nào, ta đã làm cho cơn giận của ta được yên nghỉ đối với mày. Ta là Đức Giê-hô-va. Ta đã phán, sự đó sẽ xảy đến và ta sẽ làm thành. Ta sẽ không lui đi, không tiếc, không ăn năn. Người ta sẽ xét đoán mày theo đường lối mày và theo việc làm mày. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, Hỡi con người, Này, thình linh, ta sẽ cất khỏi ngươi sự con mắt ngươi ưa thích. Nhưng ngươi sẽ chẳng than thở, chẳng khóc lóc, và nước mắt ngươi chẳng chảy ra. Hãy than thầm, chớ phát tan cho những kẻ chết. Khá vấn cái khăn trên đầu ngươi, mang dài ở chân ngươi chớ che môi lại và đừng ăn bánh của kẻ khác. Sớm mai ta nói cùng dân sự, đến chiều thì vợ ta chết. Sáng bữa sau, ta làm theo như lời đã phán cho ta. Bây giờ dân sự nói cùng ta rằng: "Ngươi không tỏ cho chúng ta về cách ngươi làm như vậy là nghĩa gì sao?" Ta trả lời rằng: "Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: hãy nói cùng nhà Israel, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta sẽ làm ô uế nơi thánh ta, là nơi các ngươi lấy làm khoe khoang về quyền năng mình. Mắt các ngươi ưa thích, lòng các ngươi thương xót, và những con trai con gái các ngươi mà các ngươi đã để lại sẽ ngã bởi gươm. Bây giờ, các ngươi sẽ làm như ta đã làm. Các ngươi không che môi, không ăn bánh của kẻ khác. Khăn các ngươi sẽ để yên trên đầu, dài các ngươi sẽ mang luôn dưới chân. Các ngươi không kêu thương, không khóc lóc, song sẽ bị hao mòn vì cớ tội ác mình và các ngươi cùng nhau than thở. Ezechiel sẽ là một dấu hiệu cho các ngươi. Phàm sự nó đã làm thì các ngươi cũng sẽ làm. Khi mọi sự đó xảy đến, các ngươi sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va. Hỡi con người, về ngươi thì ngày nào ta sẽ cất khỏi chúng nó sức mạnh sự vui mừng sự vinh hiển sự ưa thích của mắt chúng nó sự lòng chúng nó yêu mến con trai và con gái chúng nó trong ngày đó sẽ có kẻ trốn đến báo tin cho tai ngươi nghe trong ngày đó miệng ngươi sẽ mở ra cùng một lúc với miệng của kẻ trốn ngươi sẽ nói và không bị câm nữa ngươi sẽ là một dấu hiệu cho chúng nó và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Chương 25 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng Hỡi con người, hãy xây mặt về con cái Am-môn và nói thiên tri nghịch cùng chúng nó. Hãy nói cùng con cái Am-môn rằng hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Vì ngươi có nói rằng hay, hay về nơi thánh ta khi nó bị ô uế về đất Israel khi nó bị làm nên hoang vu cùng về nhà Juda khi nó bị bắt làm phu tù bởi cớ đó này ta sẽ phó ngươi cho các con cái phương đông làm cơ nghiệp chúng nó sẽ đóng trại giữa ngươi và cất nhà mình ở đó chúng nó sẽ ăn trái ngươi và uống sữa ngươi ta sẽ khiến Ra Ba làm chuồng lạc đà và con cái Amôn làm chỗ bầy vật nằm thì các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy, bởi ngươi đã vỗ tay, đập chân, đầy lòng khinh dễ và vui vẻ về đất Israel. Bởi cớ đó, này, ta đã giá tay ta trên ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm mồi cho các nước. Ta sẽ trừ ngươi ra khỏi các dân. Ta sẽ diệt ngươi khỏi các nước. Ta sẽ hủy hoại ngươi. Và ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va chúa jehovah phán như vậy vì mô áp và seir có nói rằng này nhà Judah cũng như các nước khác bởi cớ đó này ta sẽ phá các thành của bờ cõi người mô áp tức là hết thảy các thành trong đất chúng nó làm vinh hiển cho xứ ấy là thành Beth jehimoth thành ba anh meon và thành kiri a ta, -im. ta sẽ phó xứ này và xứ của người amôn cho các con trai phương đông ta sẽ ban những xứ này cho chúng nó làm sản nghiệp, hầu cho con cái Amôn không được ghi nhớ giữa các nước nữa. Ta cũng sẽ làm sự phán xét trên Moab và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Vì dân Edom đã làm sự báo thù nghịch cùng nhà Judah, và nhân báo thù nhà ấy mà phạm tội nặng, nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy ta sẽ giá tay nghịch cùng Edom, sẽ dứt người và vật ở đó. Ta sẽ làm thành ấy nên hoang vu, từ thê mang đến đê -đang, chúng nó sẽ ngã bởi gươm. Ta sẽ làm sự báo thù ta trên Edom bởi tay của dân Israel ta. Dân ấy sẽ đãi dân Edom theo như sự thịnh nộ và tức giận của ta. Bây giờ chúng ta sẽ biết sự báo thù của ta là thế. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Vì dân Philippines làm sự báo thù, làm sự báo thù theo lòng ghen ghét vô cùng mà muốn hủy diệt. Bởi đó, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta sẽ giá tay trên các người Philippines, sẽ giúp những người cơ rết, và ta sẽ làm cho chết hết những kẻ còn sót lại ở trên mé biển. Ta sẽ làm sự báo thù lớn nghịch cùng chúng nó, mà dùng cân giận quở trách chúng nó. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta sẽ làm sự báo thù nghịch cùng chúng nó. Chương 26 Năm thứ 11, ngày mùng 1 đầu tháng, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, Hỏi con người, ti rơ đã nói về Giê-ru-sa-lem rằng, Hay, hay, thành làm cửa của các dân đã vỡ nát rồi. Nó đã trở về cùng ta. Rày, nó đã trở nên hoang vu thì ta sẽ được đầy dẫy Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng, Hỡi tia rơ, này ta địch cùng mày, ta sẽ khiến nhiều nước giấy nghịch cùng mày, như sóng biển giấy lên vậy. Chúng nó sẽ hủy phá những vách thành tia rơ và xô đổ tháp của nó. Ta sẽ cào bụi, khiến nó là một vần đá sạch láng. Nó sẽ là một chỗ người ta phơi lưới ở giữa biển, vì Chúa Giê-hô-va phán rằng, ta đã phán nó sẽ làm mồi của các nước. Các con gái nó ở đồng ruộng nó sẽ bị giết bằng gươm và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta sẽ đem Nebuchadnezzar, vua Babylon, là vua của các vua, với những ngựa, những xe, những lính kỵ, cùng đạo quân và dân đông, từ phương Bắc đến nghịch cùng thành Tyre. Người sẽ dùng gươm giết các con gái của mày ngoài đồng ruộng sẽ lập đồn đắp lũy và giấy cái thuẫn lên nghịch cùng mày người sẽ đặt máy phá vách thành và dùng búa phá các tháp mày ngựa của người nhiều lắm đến nỗi bụi đất che mày đi các vách thành mày rúng động vì tiếng của lính kỵ của xe chở đồ và của xe binh khi kẻ nghịch vào bởi các cửa mày như vào trong một thành đã bị thua người sẽ giảm vó ngựa trên các đường phố mày người sẽ giết dân mày bằng gươm và những trụ của sức mạnh mày sẽ bị ném xuống đất đoạn quân nghịch mày sẽ lấy của báo mày cướp hàng hóa mày phá đổ vách thành mày chúng nó sẽ phá đền đài mày và quăng những đá gỗ vào bụi đất của mày dưới nước ta sẽ làm cho dứt tiếng hát của mày và người ta sẽ không còn nghe tiếng đừng cầm của mày nữa ta sẽ khiến mày nên vần đá sạch láng. Mày sẽ nên một chỗ người ta phơi lưới và không được cất dựng lại nữa. Vì ta là Đức Giê-hô-va đã phán. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúa Giê-hô-va phán cùng thành tia rơ rằng Nghe tiếng mày đổ xuống, kẻ bị thương rên siết, sự giết lát làm ra giữa mày, các cù lao nghe vậy há chẳng rúng động sao? hết thảy các quan trưởng miền biển đều xuống khỏi ngai mình, cổi áo chầu ra và lột bỏ những áo thêu. Họ như là mang lấy sự run rẩy và ngồi xuống đất. Họ sẽ sợ sệt luôn và lấy lầm lạ vì cớ mày. Họ sẽ vì mày hát bài ca thương mà nói cùng mày rằng hỡi thành có tiếng, vững bền ở giữa biển là chỗ người đi biển ở nó với dân cư nó làm cho hết thảy người ở đó khiếp sợ. Mày bị hủy phá là giường nào? Bây giờ các cù lao sẽ run rẩy nơi ngài mày đổ nát và các cù lao trong biển sẽ kinh khiếp về sự diệt mất của mày. Thật thế, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Khi ta sẽ làm cho mày ra thành hoang vu, như những thành không có dân ở, khi ta sẽ khiến sóng của vực sâu phủ lên trên mày, và các dòng nước lớn che lớp mày. Bây giờ, ta sẽ khiến mày với những kẻ đã xuống hố đến cùng dân đời xưa. Ta sẽ khiến mày ở trong những nơi rất thấp của đất, trong những chỗ hoang vu từ đời xưa với những kẻ đã xuống hố. Hầu cho mày không có dân ở nữa. Xong, ta sẽ đặt vinh hiển trong đất người sống. Ta sẽ dùng mày làm một sự kinh khiếp. Mày sẽ không còn nữa. Và dầu người ta tìm mày, sẽ không hề thấy mày nữa. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 4 Bây giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiên ăn 40 ngày 40 đêm rồi. Sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp: Có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem ngài vào nơi thành thánh, đặt ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng? Đức Chúa Giêsu phán, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng, Ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nói rằng, Hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Mà quỷ bèn bỏ đi. Liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Và khi Đức Chúa Giêsu nghe dân bị tù rồi thì Ngài lánh qua xứ Galilee. Ngài bỏ thành Nazareth mà đến ở thành Capernaum gần mé biển giáp địa phận xứ Sabulon cùng xứ Nephtali để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Esai đã nói rằng đất Sabulon và Nephtali ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Jordan tức là xứ Galile thuộc về dân ngoại dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên từ lúc đó để Chúa Giêsu khởi giảng dạy rằng các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Khi ngài đang đi dọc theo mé biển Galile, thấy hai anh em kia là Simon cũng gọi là Phi-e-rơ với em là rê đang thả lưới dưới biển vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đổi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia Cơ con của CBD với em là Giăng, đang cùng cha mình là CBD vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilee, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syri. Người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia. Những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại sụi, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Vả lại, từ xứ Galilee xứ Decapole, thành Jerusalem, xứ Jude cho đến xứ bên kia sông Jordan, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Chương 5 Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy các ngươi là muối của đất song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được chọn vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răng này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng còn như ai giữ những điều răng ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng vì ta phán cho các ngươi rằng nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt ấy vậy nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình thì hãy để của lễ trước bàn thờ trở về giảng hòa với anh em trước đã rồi hãy đến dân của lễ khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình phải lập tức hòa với họ kéo họ nộp ngươi cho quan án quan án giao ngươi cho thầy đội mà ngươi phải ở tù quả thật ta nói cùng ngươi ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm song ta phán cho các ngươi biết hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi vậy nếu con mắt binh hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi vì tha chịu một phần thân thể ngươi phải hư, Còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, Thì hãy chặt mà luyện nó cho xa ngươi đi. Vì tha chịu một phần thân thể ngươi phải hư, Còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Lại có nói rằng, nếu người nào để vợ mình, Thì hãy cho vợ cái tờ để, xong ta phán cùng các ngươi. Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Xong ta phán cùng các ngươi rằng, đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của đức chúa trời đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của đức chúa trời đừng chỉ thành jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được song ngươi phải nói rằng phải phải không không còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt răng đền răng song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ trái lại nếu ai vả má bên hữu ngươi hãy đưa má bên kia cho họ luôn nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắng hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường hãy đi hai dặm với họ ai xin của ngươi hãy cho Ai muốn mượn của ngươi thì đừng chớ. Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu. Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại, nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì, các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Thi Thiên 92 Hỡi đấng chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va và ca tụng danh của Ngài. Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài. Trên nhạc khí 10 giây và trên đàn cầm hỏa thinh với đàn sắc. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài. Tôi sẽ mừng rỡ về các việc tay Ngài làm. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài lớn biết bao, tư tưởng Ngài rất sâu sắc người u mê không biết được, kẻ ngu dại cũng chẳng hiểu đến. Khi người giữ mọc lên như cỏ và những kẻ làm ác được hưng thịnh, ấy để chúng nó bị diệt đời đời. Nhưng Đức Giê-hô-va ôi, Ngài được tôn cao mãi mãi. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, kia kẻ thù nghịch Ngài, kia kẻ thù nghịch Ngài sẽ hư mất. Hết thảy kẻ làm ác đều sẽ bị tán lạc. Nhưng Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng con bò tót. Tôi được sức bằng dầu mới. Mắt tôi cũng vui thấy kẻ thù nghịch tôi bị phạt. Và tai tôi vui nghe kẻ ác giấy nghịch tôi bị báo lại. Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên ly băng. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta dầu đến buổi già bạc họ sẽ còn xin bông trái được thịnh mậu và xanh tươi hầu cho tỏ ra đức giê-hô-va là ngay thẳng ngài là hòn đá tôi trong ngài chẳng có sự bất nghĩa cảm ơn chúa lời của ngài bày tỏ cho con thì giờ này chúng ta đến với chúa trong sự cầu nguyện xin thánh linh chúa hãy bày tỏ cho con biết ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của ngài xin lời của ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của ngài để linh hồn con được tăng trưởng thêm lên đức tin đặt để nơi ngài. Xin Chúa cho con biết về ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với ngài nhiều hơn. Lạy Chúa con cảm ơn ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Quýt, thanh tẩy tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ tư tưởng hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như Ấy là gian dâm, ô ế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống Cùng các sự khác giống như vậy, con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài Chúa ơi xin hại cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng ngài xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trong cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức giàu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức Chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmai dưỡng linh cơ đốc 2020 a gmail com Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.